Chỉ mong ngày kết duyên cao trầu, mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em quay anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm đó mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à? Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chào cao anh đưa tới, dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành.
xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng, này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi, cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi, tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác dì sau ngày hôm nay có thêm cháu nhau luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết rồi, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn, làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mừng bắn qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình niệm trọn một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm nhau miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm nhau miền Tây, mà em coi anh rồi em không ơi anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm, thương thì nói là thương, lời em nói nghe em thương anh lắm là mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em quay anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lại em nói nghe nè em thương anh lắm đó mình ơi. Hãy subscribe
cho con nó vui. Đây cũng gọi là học tư. Cũng học tư, tôi là ông nội. Ông nội là bên tôi là ông dâu. Uống hết trận hết rượu mất công vậy. Dạ, uống còn thử lắm. Dạ, không nhiều, có mất thầy. Bên đàn gái tôi, ông nội của cô dâu để chú ly rượu để chúc cho hai cháu nó hạnh phúc. Hai bác mình đụng ly cái nè. Hai ba, tôi là ông ba. À, thứ ba, thứ tư. Anh nằm mơ trông thấy em váy hoa thật xinh, anh đứng bên cạnh em nhạc sập sinh đám cưới đôi mình lên đêm thiệt gai tình là dịp cây mình nhanh chân anh chạy sang nhà em xin thưa hai bác con muốn đón em về làm dâu mà còn bảo sao nè.
Người ta thường bảo yêu là phải nói, giống như là đói thì mình phải ăn. Nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có vẻ khá căng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây dù màu quý ông cũng lên cho cháu thái thì muốn như là nhà tập họ à nguyên trai đầu thứ ba thì năm nay hạ sáu mươi tám thì tổ tiên hậu lai ba má hôm nay chúng con mới chiến nhau rồi tứ má nguyện cầu hai ngọn thì chính là chúng tôi. Sang trong mà đôi môi hồng em xin như
để coi từ từ em tin em xin mát cấp phép cho hai đứa mình mà gật đầu từ mình tới luôn đi yêu còn gai ma thì phải nhớ cho kỹ nặng như trứng mà hứng như quà từng chiều hết mức con nhà em đi trên có non bước mà làm lòng anh say đắm sang nhớ đêm về tương tư em đi thăm luôn rau sau nhà mà anh đi theo anh ngắm rồi buông câu tỏ tình em đây tôi mới còn son như là chim véo von em chưa có muốn chồng con anh đừng có đốn tim em chưa biết yêu là gì nếu yêu thì ráng chờ đi mai này em lớn khôn thì em sẽ suy nghĩ là má là anh giờ về đi để cho em nhờ để coi từ từ em tin em xin má cấp phép cho hai đứa mình mà gật đầu tụi mình tới luôn đi yêu còn gai ma thì phải nhớ cho kỹ nặng như trứng mà hứng như quà thường chịu hết mức con nhà em đi trên có non bước mà làm lòng anh say đắm sang nhớ đêm về tương tư em đi thăm luôn rau sau nhà mà anh đi theo anh ngắm rồi buông câu tỏ tình em đây tôi mới còn son như là chim véo von em chưa có muốn chồng con anh đừng có đốn tim em chưa biết yêu là gì nếu yêu thì ráng chờ đi mai này em lớn khôn thì em sẽ suy nghĩ là má là anh giờ về đi để cho em nhờ để coi từ từ em tin em xin má cấp phép cho hai đứa mình mà gật đầu từ mình tới luôn đi yêu còn gai ma thì phải nhớ cho kỹ nặng như trứng mà hứng như quà từng chiều hết mức con nhà ơi đừng gác con xa chim kêu dương hú biết nhà má đâu má ơi nhớ gác con gần nhà con hết gạo còn qua nhà má chờ má đã chúc anh rồi từ nay mình sẽ có đôi nhớ ngoan cho em nhờ đừng có hứa xuống ngang trời nặng như trứng mà hứng như quà yêu sao cho đến để chúng ta già tình mình bền như chiếc hòn đá cuộc đời đẹp quá có ai bằng mẹ mày về gì sao chút xíu mẹ ờ đó cho cháu sáng lại nè. Cái là theo tôi thấy ông bà thì
coi tháng tháng rồi. Thì cho đáo tháng luôn mà cho mà hai tháng luôn chứ cho nó lớn lại á. Thì nó lợi như ông cha mình ăn mất mà có như nhà lại mà có đủ con ông cha mẹ ta vậy đó. Thôi thôi, đi đi đâu. Màu cá này là một cá. Cá như một cá như một cá. Dù đâu mà cá mẹ vừa qua rất là đáng kỹ. Công tay, công tay. Thì đây tôi học tính rồi. Ở đây ai tới ốc. Và chị Lai có thể trước tôi lên lý thì cô chịu đặt cho cháu là hơn đó thì đã cho tập tính toán là chúng ta mình ngon chúng tôi đi cái tập tính thôi và thứ hai là rồi tôi đi tập cá 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 và qua hai cái là bà con chào. Miếng trầu nên nghĩa phu thê mẹ cha đã định em về với anh hết rồi áo tím áo xanh bây giờ em đã có anh là chồng lấy nhau từ thuở tay không tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo quý là tấm lòng son gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung đồng lòng tác cạn biển đông à cuộc để kết thúc vậy tôi cũng học những cái văn tự hôn tôi cảm kính mời quý ông quý nam ông và quý bà và quý quan khách quý gia nhà khách cùng tôi thầy các tỷ các thân mến trong cuộc sống của chúng ta một khi đã lớn lên trưởng thành thành đạt công việc ổn định thì chúng ta lại nghĩ đến hạnh phúc riêng tư bởi có tình yêu mới dẫn đến hôn nhân bởi tình yêu là một tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất làm cho con người chúng ta trở nên thanh cao giàu lòng nhân ái giàu sức sáng tạo cũng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào. Vậy tình yêu là gì? Đó là làm sao mà cảm hóa được đôi trái tim yêu của Minh Thư và Ngọc Hải đã suýt là gần với nhau. Và đôi trái tim yêu non nớt về để đồng hòa chung nhịp đập rồi rồi thổn thức lên được tiếng nói của tình yêu. Cũng như câu hôm nay trời đẹp vô ngần, trần gian từng có chị ngần ấy thôi. Ông tơ bờ nguyện xe duyên, trăm năm ta nguyện trọn đời bên nhau. Dù cho vật đổi sau dời, tình ta vẫn bài trọn đời không phai. Thời gian quý báu hôm nay, văn viên khách quý sẵn dành chúng tôi. Cõi lòng biết nói chi hơn, chân thành sâu sắc những lời biết ơn. Kính thưa quý vị, trong các đại đàn đón tiếp có địa chỉ sơ sót, xin quý vị niềm tình tha thứ bỏ qua cho chủ hôn trong buổi lễ vu vi long trọng của gia đình chúng tôi. Và ngay từ bây giờ, chúng ta hướng mắt lên sân lễ và dùng hưởng ứng bằng một tràng vỗ tay để chào đón chủ hôn trong buổi lễ vu vi long trọng của gia đình chúng tôi. Xin chân trọng kính mời tiến lên sân lễ ông Phạm Minh Tuấn và phu nhân của mình Nguyễn Thị Ngọc. Một tràng vỗ tay đồng nhiệt để chào đón chủ hôn trong buổi lễ vu vi của gia đình chúng tôi.
thành cảm ơn sự giới góp ngọc của Phạm Minh Tuấn và phu nhân của mình Nguyễn Thị Ngọc. Kính thưa quý vị, chiến thắng không ai nuôi công vận dựng đến ngày không lớn, nỗi đồn gánh đôi vai của người cha Ngọc Em và sự chở che đùm bọc của người mẹ Thị Liêm, để rồi ngày hôm nay người con trai yêu quý nhất của mình trong gia đình Ngọc Hải yên bề lập thất, thì nỗi lo toan của cha và mẹ cũng dơi đi một phần nào. Nhưng cha mẹ ơi, hãy cho chúng con một khoảng thời gian còn lại để phụng dưỡng cha mẹ lúc bóng xế về chiều, cùng như câu cha ít nỗi như thương con nhiều lắm, mẹ làm thầm vất vả hy sinh, ngày nay con lập gia đình xin con mới hiểu nghĩa tình mẹ cha. Và ngay từ bây giờ, cho phép bên nhà cũng xin hân hạnh mời tiến lên sân lễ của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Em và bà Đoàn Thị Liên tiến lên sân lễ chúng tôi. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón bên phía ngôi nhà trai của chúng tôi. Và trước khi bước vào nghi thức lễ thì xin mời hai thông gia chúng ta sát vào nhau để ghi lại một tấm hình. Sau khi tấm hình đã xong thì xin mời trở lại vị trí ban đầu. Xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, chúng ta trở về vị trí ban đầu dùm. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác đối với chúng ta. Nhưng đặc biệt đối với Minh Thư và Ngọc Hải thì sao? Thì không thể nào bình thường được rồi. Vì sao? Vì một ngày đã đánh dấu ngưỡng cửa cuộc đời hạnh phúc lứa đôi đang chào đón đôi tân lang tân duy nhân, hứa hẹn nhiều tương lai, nhiều hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười trẻ thơ trong ấm gia đình. Và thường nhủ với nhau rằng bấy lâu ngày đợi đêm mơ, trong lòng lo lắng đợi chờ ước mong, ân trên xe mối chỉ hồng, đôi bên chấp thuận kết tình thông gia. Vậy một lần nữa xin làm việc tòa thầy quý vị có mặt trong căn phòng tiệc cưới lễ vu vi long trọng của gia đình chúng tôi. Chúng ta tạm dừng đôi đũa vàng là một tí xíu và chúng ta dành một tràng pháo tay thật kêu và thật dài thay cho tiếng pháo đi trao đổi đôi tân lang tân chi nhân đẹp nhất quan trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời tiến đến sân lễ cô dâu Phạm Minh Thư và chủ đề Nguyễn Ngọc Hải. Kính thưa quý vị, ngay từ bây giờ không còn là sân lễ nữa. Vì sao? Vì đây là một ngôi nhà chung, một ngôi nhà hạnh phúc, một ngôi nhà gắn chặt tình thông gia giữa họ Phạm và họ Nguyễn, và một ngôi nhà đầy ấm áp tiếng cười yêu thương của đôi Nguyên Ương, Minh Thư và Ngọc Hải. Sau lời chào của bên nhà, mong rằng song tay nghe bên cùng cô dâu và chú đệ, chúng ta ghi nhận tấm chân tình cũng như thay cho lời tri ân bằng một cử chỉ đẹp, đó là cúi đầu ra mắt đến văn nguyên và toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt song tay nghe bên cùng cô dâu và chú đệ xin ghi nhận tấm chân tình của toàn thể quý vị, chúc quý vị dùng một buổi tiệc thật là ngon miệng với đại gia đình và trong cách đại đàn đón tiếp có điều chỉ sơ sót, xin mời quý vị niềm tình tha thứ bỏ qua cho. Và nghi thức lễ cúi đầu ra mắt đến toàn thể quý vị của chúng tôi, xin bằng phép bắt đầu. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, hoa khai phú quý, tủ khai phu thê, xin mời cô dâu Minh Thư tạm thời đợi cành hoa tươi thắm bên bàn bánh kem cùng chú đệ tiến qua tháp ly cũng như hai chai rượu sâm banh mà chúng tôi đã bố trí đặt sẵn chào đón hai bạn với phần nghi thức lễ rót rượu. Xin mời cô dâu Minh Thư để cành hoa lên đây nha. Và chú đệ sẽ khui chai rượu sâm banh đầu tiên và chú đệ cầm một tay trái của mình và tay phải thì tròn eo cô dâu, còn cô dâu thì cầm hai tay. Rồi chú để cầm chai rượu tay trái đi ạ, và tròn eo cô dâu tay phải, cô dâu cầm hai tay vô giùm đi ạ. Và hai đầu hai bạn lúc nào cũng nghiêng vào nhau và chúng ta nhìn những giọt rượu mà hai bạn đang rót trên tháp ly của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sự nắm chặt chai rượu sắp bắt đầu tiên của Minh Thư và Ngọc Hải đã nói lên những ý
nghĩa. Bằng nghi thức lễ đốt rượu của chúng tôi cùng chiếc câu rượu du quy tình nồng nghĩa thắm, đạo vợ chồng xây đắm tình duyên, trai tài gái sắc thiền quyên, chung tay nhau rót đẹp thêm rượu này, rượu này rượu nghĩa rượu tình, trăm năm hạnh phúc chúng mình cùng chia. Xin mời nói tiếp cho rượu sâm banh thứ hai của Minh Trang như vậy đó chú đệ. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị sẽ đồng cảm với Minh Nhà rằng để bắt đầu một tình yêu thì chúng ta cần lắm những cảm xúc. Nhưng để giữ vững nuôi dưỡng một tình yêu nồng nàn đúng nghĩa, hai con tim cùng hòa chung nhịp đập thì chúng ta cần lắm những sự sẻ chia. Sự sẻ chia bất kỳ trong mọi điều kiện hoàn cảnh nào để đưa đôi trẻ tình yêu đến bến bờ hạnh phúc. Mà ngày hôm nay quý vị đã thấy tay trong tay của cô dâu Minh Thư và chú rể Ngọc Hải đã đốt lên chai rượu sâm banh thứ hai, trao cho lời yêu thương nắm kết hạnh phúc tương lai. Nghi thức lễ đốt rượu sâm banh đến giờ giây phút thiên nhiên cao đẹp nhất hai người con sẽ dâng cho hai đấng sinh thành những ly rượu để tầm nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của ba và mẹ, ví như trời cao biển rộng sông sâu bao la cũng muốn đưa đo và định mức của nó, nhưng tình cha tình con tình mẹ lo cho con vô bờ bến. Vì ngày hôm nay buổi lễ vô quy các con được các bậc lão thì mỗi bên họ nhà trai để tình con ấy bỏ qua cho phép chúng tôi hân hạnh mời ba mẹ của cô dâu trước, chú đệ mời cho ba vợ của mình và cô dâu dâng cho mẹ ruột. Xin mời cô dâu một tay thôi, mẹ cô dâu cầm một tay thôi, con thì thấy kính cẩn hai tay nhưng ba mẹ nhớ nhận một tay. Xin chân thành cảm ơn ba mẹ. Xin cảm ơn giữ lời đó giùm đi ạ. Gia đình của chúng tôi. Xin mời quý vị nâng ly lên được chưa ạ? Và chúng ta bắt đầu đếm nhé. 1, 2, 3. Xin mời tổng gia cả đi cô dâu và chú rể chém tay nhau uống rượu cho vui. Thay mặt phu sĩ event, xin chúc cho sự gắn chặt thành tâm giao giữa hai họ từ đây và chúc cho cô dâu và chú rể có nhiều bước chân hạnh phúc dài mãi và vô tận. Xin chân thành cảm ơn gia đình đã tính tiền chọn phu sĩ event của chúng tôi. Lúc này đã thấy cảm đi rồi thì ngay từ bây giờ xin trân trọng kính mời ông Phạm Minh Tuấn sẽ bước lên một bước chân và xoay ngang ông Nguyễn Ngọc Em. Chúng ta chìa tay ra bắt tay gắn chặt tình thông gia để gây dựng hạnh phúc tương lai cho hai người con quý nhất của mình, đó là Minh Thư và Ngọc Hải. Xin trân trọng kính mời hai ông. Xin mời hai ông bắt tay nó gặt hai ba cái. Rồi vây súng với ảnh đỡ đủ người tươi. Chú để thấy bà vợ giống như diễn viên điện ảnh nè. Hết xin hả? Rồi hai ông có thể nắm tay bước xuống màn để đón tiếp các vị khách ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thông gia không làm phiền nữa. Kế tiếp xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc xin chị ta ra bắt tay gắn chặt tình thông gia với bà Đồng Thị Liên. Biết đâu năm nay hai bà bắt tay trên ngôi nhà chung ngôi nhà hạnh phúc, năm sau hai bà sẽ ẵm một cháu, một bên là cháu nội một bên là cháu ngoại. Xin trân trọng kính mời hai bà. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay từ bây giờ xin mời là cô dâu và chú rể chúng ta tiến qua bàn bánh kem đã làm sẵn chào đón hai bạn. Chiếc bánh kem nắm được tình nghĩa của đêm ngày hôm nay cũng như đồng vợ đồng chồng bác biển đông cùng cả sự chia buồn sài ngọt cùng đau sự khổ của nhau suốt cuộc đời kể từ đây giữa cô dâu Minh Thư và chú rể Ngọc Hải. Và chúc cho hai bạn có những bước chân hạnh phúc dài mãi dài vô tận. Xin chân thành cảm ơn. Các chị bạn cái đó, Ok. Rồi đã xuống đây. Lấy cái muỗng quý vị. Và chúng tôi đã bố trí hai chiếc muỗng, mời bạn nhận một chiếc muỗng.
và dính một miếng bánh kem từ chân để trao cho nhau. Đưa tới miệng đường cái nha, chụp hình cái hả đưa ăn. Cũng như chiếc bánh kem từng ngày, nhưng chiếc bánh kem ngày hôm nay đã đánh dấu bước ngoặt hạnh phúc, tình yêu của đôi Duy Ngư và ngưỡng cửa cuộc đời hạnh phúc lứa đôi đang mở ra cho hai bạn. Xin mời hai bạn hãy đón nhận và trao cho nhau chiếc bánh kem ngày hôm nay. Rồi cơ cơ. Rồi để chụp hình theo ăn. Rồi em đi. Ăn thiệt luôn, ở đây thiệt luôn, ăn thiệt luôn, bánh kem thiệt mà. Ngon không? Ngon ngào tình yêu thương đông đầy. Và cảm ơn. Bây giờ chú rể đứng như bàn bánh kem nè, cô dâu đứng ra đây đi. Tới ba bước chân, chân thấp, chân cao, chân trụ, chân quỳ. Và khi chú quỳ, chú rể vừa trụ xuống thì cô dâu lấy cái tay che nửa cái mặt giống như thẹn thùng mắc cỡ. Và khi chú đệ trụ hết xuống thì cô dâu chồm hai tay nhận cành hoa, và khi nhận cành hoa thì hôn lên trán của chú đệ. Đúng rồi, chừng nào chú đệ trụ xuống, từ từ thôi nghe chú đệ, quần Hàn Quốc đó, nhẹ nhàng tình cảm thôi, để mạnh của nó làm cái xoạt cái hơi mệt. Bước tới ba bước chân đi chú đệ Ngọc Hải. Ok, và bắt đầu trụ từ từ xuống đi ạ. Ok. Rồi, cô dâu lấy hai tay chầm tới luôn. Và chú đệ nước chán lên luôn. Phun mồ hôi đi cho nó thấm đượm tình nghĩa. Rồi, cô dâu nhận cành hoa của phu quân mình đi ạ. Xin mời chú đệ đứng lên chồng em. Cô dâu nhìn thẳng xuống bóng viên ngay họ có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Và đáng lý xong rồi đỡ quý vị. Nhưng mà có ông quay phim với ông chụp hình ông khó. Ông nói trời ơi MC ơi làm ơn nha. Xong rồi. À, cho cô dâu chú rể hôn nhau nồng nàn đi, cái bầu này mới quan trọng nhất trong cái phần hình đó. Hai ông này cũng hát ghê chứ, tôi là xong rồi, tôi làm gì là lẻ rồi, xong rồi mà gạt cái ông chụp hình với ông quay phim. Hai ông này chắc nữa tới hồi đi ra ngoài tới số với tôi. Xanh thì cho đẹp, cho ghi lại hình ảnh đẹp. Đó là giống như chú rể xin rượu xin bia gì đó, đôi mắt liêm diêm mơ màng lạc vào cõi tiên bồng lai tiên cảnh gì đó. Đó cô dâu nghe nói cô dâu cười hoài luôn á. Là hai bạn hãy diễn cho đạt cái tấm ảnh này rất là kỷ niệm, để sau này chúng ta để truyền lại đời sau nữa, để cho những con cháu mình xem. Hai bạn chuẩn bị chưa? Sao tính điếp 1, 2, 3 là lụm nghe Hải, không có lụm trước nghe ông. Tụi nào tôi điếp 1, 2, 3 mới lụm, mà lụm trước là tôi bắt lụm lại đó. Quý vị nhớ hưởng ứng bằng một tràng vỗ tay nghe quý vị. Trời ơi cười không không vỗ tay là buồn lắm đó nha. Bắt đầu. 1. Bây giờ không có cười nữa ông ơi. Ông cười hoài bây giờ ta đê mê, ta chuẩn bị phê rồi mà ông cười hoài. Ông mắt tập trung là quay phim chụp hình là kêu làm đứng lòng lắm đó. 2. Hay nữa. 3. Lụm được rồi, một chào một tay đi quý vị. Chúc cho hai bạn có những bước chân thành phút dài mãi dài vô tận. Hai bạn tìm thêm cuốn sĩ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Con dừng giờ gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Sứ biển em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là bán mạc trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú của ta nhã là trồng thảo dừa, để em dưỡng ngang phải gọi là mướp
được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tôi sắc với mấy bờ trên của Racing Boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát thích thịt tình ta. Mình là nhất làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngại chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Let's get it. Ai muốn cưới sớm, ai muốn cưới sớm thì đưa tay cao. Sắc. Đôi mình là nhất làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngại chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Come on, everybody jump, everybody jump. Let's end the day. Anh nơi đâu thành, em theo anh về, em theo anh về. Anh nơi đâu thành, anh nơi đâu thành.
Trời trên cao thầm mùa gì sao chừng nào còn lấy được nàng. Và anh chốt xong xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thiệp mừng mình chốt luôn. Em thẹn thùng làm anh vui quá chừng. Ngựa phi anh qua anh lớn anh, kỳ hoa cùng anh đã sẵn sàng. Mang theo câu chầu xin lễ, ngày đôi mình anh duyên phu thế. Từ đây cây thầm thiết tự như biển lớn yêu con sóng dâng trào. Đêm gì anh hay ngắm nhìn lên bầu trời trên cao thầm mùa gì sao chừng nào còn lấy được nàng. Và anh chốt xong xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thiệp mừng mình chốt luôn. Em thẹn thùng làm anh vui quá chừng. Ngựa phi anh qua anh lớn anh, khi hoa cùng anh đã sẵn sàng. Chào xin lễ, ngày đôi mình nên duyên phu thế. Từ đây cây nắng măng nồng sẽ có đôi vai anh gồng. Gọi nhau ơi tiếng gia chồng suốt đời em ơi. Ngựa phi anh qua anh đón anh, kỳ hoa cùng anh đã sẵn sàng. Mang theo câu chào xin lễ, ngày đôi mình nên duyên phu thế.
quanh co xanh ngát kéo nhanh tàu mò. Cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mai giàu to. Ba má anh đã kêu ăn mấy cưới đi tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời tụi mình là nhân trên đời. Sắp tới lấy chồng thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên 10, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, làm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xá em trao, em gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, làm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xá em trao, em gọi game để dành nào ngờ gì. Thì nhớ ngồi, ăn cá nhớ kẻ chồng hay. Giờ với ông đứng lên cho cháu bán thì nghe rồi cậu bảo à. Phải rồi. Lui lại mình lui lại một phần. Lui lại ghế nữa. Đặt rồi lấy hai ghế thì hai ghế để đầu. Em hỏi lại hai ghế đặt đó. Rồi rồi. Để ghế đó luôn. Rồi đó cái ghế như mình đang cái ghế. Chị ngồi nói đâu? Để cho chị hai ngồi. Đi uống cái nè. Vô ông xui rồi xui đâu không mất rồi ông già kéo thấy là để ba mẹ vô ngồi đi quốc rượu nó báo hiếu về nhà chồng rồi rồi đưa cho ông bà nó đi cùng ly uống nha. Vô
Nè, cũng đi nè, vô nè. Cô dâu ơi, đứng lấy qua bà nội luôn, luôn cô dâu. Ừ. Rồi, cô dâu lấy hai cái ly đem về. Rồi bây giờ cháu xin phép giờ ông nội với ông ngoại giờ bà nội với bà ngoại cho cháu nó lại khá nè. Rồi khá đi, chế khá ra đi. Con cũng coi khá thẳng ra hai khá giờ con rồi. Rồi ông ngoại bà ngoại bị xin cho cháu gì đâu móc cá coi. Bà ngoại bà nội để bữa nay bà ngoại về xá hả. Giờ cháu cộng kính mời rồi ông hai tớ Út giờ bà hai tớ bà Út. Cái cháu gái rồi ha. Rồi bà cháu nhiêu hả? Rồi giờ bà nội nè, cho trước đi. Hai bà nội với ông nội cho cháu 2 tỷ. Ồ. Nghe nè. Ồ. Đã biết rồi ạ. Đang làm bãi. Đi vô món chở không nè. Rồi về chỗ mà nội đây. Rồi về. Rồi. Con cháu với cháu rồi giờ tất phần từ ông hai tới Út. À. Rồi có cái cháu. Qua văn rượu hả cho quà không? Bảy nè. Ông bảy với ông chín đi. Cô dâu bưng bưng ly rượu qua đưa cho ông bảy ông chín cô dâu. Rồi, ông chín ông chín cầm tới, ông chín cầm tới nhận cái ly luôn, ông chín rồi. Vô, vung tay chơi rồi nè. Chưa đủ đâu nên vung tay. Rồi, rót lại hai ly mới luôn. Đây ông chín không có gì điều trị cho cháu ít mua kẹo ăn. Có tấm lòng là quý rồi. Hôm nay có cháu cũng như ông bà. Nên trọng kính mời bà từ bà hai tới bổ. Bà chính chứ bổ nè. Rồi bà chính ơi. Rồi còn ông Út ông Tư vô để ông Tư vô ông Út sao đi. Vậy đi. Rồi đụng đi đi. Ai cũng hoạt cái đấy. Bốn thì tùy cháu 2 triệu. Giờ ông bà phần ông bà qua là tới phần bát nè. Rồi bát hai nó bát Út trong đó có bát vui trân trọng kính mời vô đây uống chung rượu đây chứ tôi cáo nó lại cá trân trọng kính mời. Ừ, bát hai cái bát Út trong đó có bát vui xong rồi đó anh nhiều xong rồi có ba rồi. Vô. 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 Chúc hai cháu, chúc cháu là vui đây là thầy Dương. Ô, từ Dương Hai tới Út nha, từ Dương Hai tới Dương Út nha, gắn mặt không được nha. Rồi, rót ly rượu nó đưa cho Dương luôn nè. Rồi, từ Dương Hai tới Út luôn. Quả vàng không á cha. Không có lễ, bóng bóng quay coi vô. Bóng bóng đỏ. Rồi, đeo luôn. Rồi, đưa cho Dượng cái đi rồi mà hết đeo vàng ha. Rồi, Dượng quay. Ít quá. Rồi, lấy ly vô đi. Sao vàng nhiêu cần nói không? Thầy Dương cho cháu nhiêu nói thì Dương. Cho cháu nhiêu, 3 chỉ. 3 chỉ. Rồi, Dạ đúng mà không biết nói gì hơn con chỉ cho cháu làm vốn. Nghe đi người ta có chỉ nào của ông lộng 2 tỷ rồi đó.
Ta ta còn chống được có chó đeo được không? Ngọt nó qua lỗ. Kính dân cha mẹ mới đồng dạ con. Ngày mai con thích cha du huy và cha mẹ không theo chồng. Đền ơn cha mẹ ông bồng con lớn theo chồng người khác. Hôm nay cha mẹ của già góp thăm tối giếng mới đồng dạ con. Gái gặp bây giờ cha mẹ xúc gạo hoài. Cao dày lớn lắm nha con. Gái này cũng hơi xa xa không gặp. Rồi, cha mẹ đụng ly cái nè. Rồi, cạn luôn. Rồi, mình sao chàng vỗ tay coi. Rồi, tới phần anh chị nè. Căn tổng kính mời. Từ anh hai tới nút, anh hai tới giữa, bước đi ra uống chung rượu lên ra, cho cháu giờ lên đó, đắp gì đó, trân trọng kính mời và kính mời. Rồi, thôi bưng ly rượu luôn không? Rồi, uống luôn. Được rồi. Cung tỉnh là trước ngày mai cũng qua chương trình cái lễ cưới và cái lễ rước dâu và lễ thọ vậy là 8:15-20 là tôi có mặt ở đây nha. Vậy là tôi cũng đại diện cho bên Nam Hôn cô bác đi đâu là vui lấy nha. Rồi lâu chào cái lễ kéo là nha. Cho tôi mượn cái cây này làm ơn tôi. Ngày ta sánh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé.